Ủa công an là cái quần què gì mà chảnh chó dữ vậy tụi bay? Công an chỉ là đầy tớ của dân thôi hà, sao mất dạy dữ vậy? Làm người đéo muốn, muốn làm thú, thú hai chân mà phải chó xanh mới chịu. Mẹ nó, tao nói dân đói dân khổ, đảng và nhà nước đã đéo tạo được công ăn việc làm cho dân thì thôi. Bây giờ dân người ta đi buôn gánh bán bưng, người ta làm ăn lương thiện, chứ người ta có ăn cắp ăn trộm gì không? Người ta có đào mồ đào mã không? Có nội cha nhà tụi bay, người ta lật bàn thờ nhà tụi bay không? Mà sao tụi bay rượt dân, tụi bay đánh dân vậy? Tụi bay đánh giặc ở ngoài Hoàng Sa Trường Sa vậy tụi bay? Đưa hai bàn tay tụi bay lên dòm kìa, thấy gì không hả? Đầy máu của đồng bào tụi bay trên đó đó. Trời cao có mắt hết nghe tụi bay. Rồi đây những chuyện tụi bay làm, con cái tụi bay nó sẽ hưởng phước của tụi bay hết á. Ủa chứ xã hội này thiếu con mẹ gì chuyện như tụi bay làm vậy? Ăn trộm, ăn cướp, giật dọc, xì ke, ma túy, hãm hiếp, giết người đầy đường. Đéo dám đi bác. Tụi Trung Quốc nó qua nước mình, nó bắt cóc dân mình, nó giết mổ lấy nội tạng đem về xứ nó. Đéo dám đi bác. Mẹ ăn tiền thuế của dân mập thay. Thằng nào thằng nấy nhớ con heo nào. Rồi ngứa háng, toàn đi rượt mấy bà già đó. Mấy người đàn bà phụ nữ chân yếu tay mềm như mấy đứa con nít mà đi buôn gánh bán bưng á. Đánh người ta bể đầu chảy máu, coi ác nhân hất đất không. Mẹ cái đám thú tính như tụi bay á, rồi có ngày tụi bay khát máu rồi tụi bay quay qua tụi bay giết chính vợ con cha mẹ tụi bay ở nhà tụi bay không chừng á. Mẹ nó, còn cái đám nhà báo á, tụi bay cũng khốn nạn y như tụi nó vậy đó. Tụi bay á, sống là nhờ dân tụi tao nè, mà tụi bay đéo biết điều. Tụi bay bẻ công ngồi giết hen, tụi bay giết bài bất lương quá à. Tụi bay bao chia cho cái thứ khốn nạn công an, chó xanh chó vàng á. Mẹ nó, rồi tụi bay thấy không, lúc mà đụng chuyện xảy ra nó cũng đánh tụi bay lên bờ xuống ruộng thôi, chứ nó có tốt làm gì với tụi bay đâu. Bà con dân mình ơi, một con ngựa đao cả tàu bỏ cỏ, phận cùng là dân đen với nhau, mình phải đoàn kết, mình binh vực, mình bảo vệ cho nhau. Ngày hôm nay cái đám khốn nạn này nó có thể giết, nó có thể đánh người khác bể đầu chảy máu được, ngày mai sẽ là tới chính mình, con cái, gia đình mình này à. Còn cái đám mang nợ máu đồng bào tụi bay á, mẹ dạo này trời mưa gió sấm sét dữ lắm á, đi ra đường cẩn thận nghe mấy con. Có chừng Thiên Lôi á, ổng ở trển á, ổng dòm xuống, ổng ngứa mắt, ổng giọng cho vài búa cho chết mẹ tụi bay hết đi. Mẹ đâu có thứ hại dân. Ta nói công nhận báo chí thời sản nó mất dạy thiệt á. Cái quần què gì xấu là Sài Gòn, còn thể cái gì tốt là Hồ Chí Minh à. Từ xì ke, ma túy, ăn cắp, ăn trộm, giật dập, hãm hiếp cho tới bây giờ mưa gió lũ lụt cũng Sài Gòn. Ủa, tao nhớ Sài Gòn thất thủ 41 năm trước rồi mà tụi bay, sao cứ hài tên Sài Gòn ra đặng đấu tố hoài vậy? Mà hồi xưa Sài Gòn đẹp đẽ văn minh, Sài Gòn là hòn ngọc diễn đông, vài trận mưa gió ngang qua có xi nhê gì đâu, chứ đâu có phải như Hồ Chí Minh qua tao bác bây giờ. Làm báo mà có tâm á, phải giật tựa đề dày nghe nó mới sóc hàng đây nè. Hồ Chí Minh thất thủ sau cơn mưa, ngừ Hồ Chí Minh sắn quần lội trong cơn mưa ngập tới háng, ngừ Hồ Chí Minh lội mưa té dập dái. Trời ơi, vậy nó vừa trung thực mà nó vừa sóc hàng. Mà ta nói công nhận mấy ông lãnh đạo Việt Nam xứ mình đó nghe. Trời, ta nói đỉnh cao trí tuệ hết sức vậy đó. Thiết kế cầu cống là ta nói không có đụng hàng với bất cứ một chỗ nào trên thế giới trời á. Đời mưa gió lũ lụt mà chỗ nào ngập thì ngập, chỗ nào nước tràn thì tràn, nhưng mà cái cống thì không. Mụ nội nó xây cống mà nó làm giống như nó xây bàn thờ nhà ông bà nó vậy đó. Nó xây trên cao. Trời ơi, tụi bay xây cống mà tụi bay xây trên cao, làm sao nước nó tràn vô nó thoát ra ngoài được. Cách sao mà nó không ngập, không lộn. Hình như chốn thiên đường xã hội chủ nghĩa nó phải khác chốn phàm trần hay sao. Bởi vì lãnh đạo Việt Nam này riết là toàn là người của trên không hà. Phải cảm ơn chứ, nhờ ơn đảng và chính phủ mà ngày nay dân chúng em mới được gần với thiên nhiên như bây giờ. Cảm ơn đảng và chính phủ. Nhờ ơn đảng và chính phủ mà dân Hồ Chí Minh bây giờ đéo cần phải ra Nha Trang, Vũng Tàu mới được tắm biển. Chỉ cần một cơn mưa ngang qua thôi là tự động, trời ơi, ta nói nước bao la nó ngập trắng bờ vậy đó. Ngồi chùm hổm vậy đó, ngó xung quanh rồi bắt đầu bơi trường, bơi ngửa, bơi sải, bơi chó, đủ kiểu, kiểu nào cũng được trơn. Mà ngồi chùm hổm cái tướng đó mà được ngó tượng đài ngàn tỷ cho quên khổ là ta nói hết sảy con bà bảy luôn. Nó nghe là chính phủ không ấy á, mới mốt như chính phủ bỏ mẹ nó cho dân tụi em cái khoản mà đóng phí bảo trì đường bộ đi hen. Chứ đóng phí bảo trì đường bộ làm cái con mẹ gì, trong khi mưa gió tới dân toàn phải bơi lội trong đường thủy chết mẹ luôn hà. Vậy đó, vậy là sau 41 năm kể từ ngày giải phóng, dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của đảng và nhà nước ta, kẻ thù nào cũng chiến thắng, khó khăn nào cũng vượt qua. Từ một Sài Gòn hòn ngọc diễn đông từng được Lý Quang Diệu mơ ước và ca ngợi ngày nào, nay đã chính thức trở thành một Hồ Chí Minh thất thủ. Đội ơn đảng và nhà nước. Hại nước.
lãnh đạo Việt Nam là lãnh đạo mặt dày nhất trên thế giới. Tại sao? Tại vì Trung Quốc á, nó đã coi Việt Nam mình như con chó gẻ rồi. Mà lãnh đạo Việt Nam vẫn đéo biết nhột. Lãnh đạo Việt Nam vẫn sẵn sàng dắt thay mập qua bên đó để năn nỉ quỳ lại nó, mượn tiền viện trợ. Mẹ mới đây, thằng cha thủ tướng xứ mình đi qua bên Trung Quốc á, năn nỉ quỳ lại mượn sao được thêm hơn 250 triệu đô la Mỹ. Tao nói sắp tới đây nghe, rồi nợ công trên mỗi đầu người dân Việt Nam nó tiếp tục nó tăng cao, trong khi dân đéo hề biết những cái khoản tiền nợ công đó rốt cuộc nó đi về đâu, nó chảy vô túi của thằng nào con nào. Mẹ nó tao nói cầm trên tay hơn 250 triệu đô la Mỹ đó, rồi chuẩn bị bán thêm bao nhiêu sinh mạng của người dân Việt Nam tụi tao nữa đây. Chuẩn bị giao dịch thêm bao nhiêu đất đai biển đảo cho tụi chó Trung Quốc nữa đây. Mẹ cha tụi bay. Tụi bay ăn hổm, ăn hào, ăn mất dài cái kiểu đó đó. Trách sao mà tụi Trung Cộng nó không ngồi trên đầu trên cổ dân tộc mình bao nhiêu năm trời qua. Trách sao mà nó không qua nước mình, nó cướp đất đai, biển đảo như chốn không người. Trách sao mà nó không đàn áp dân của mình, nó giết dân mình trước mặt tụi bay. Mà tụi bay đéo dám hả họng ra nói được một câu. Mẹ nuốt nhiều tiền quá rồi, sao mà nói được, phải không tụi bay? Mẹ đéo hiểu tụi bay hãnh diện cái quần què gì khi mình tụi bay đi qua Trung Quốc được, tụi nó đem đại bác ra, nó bắn cho tụi bay 19 phát chào mừng. Trong cái 19 phát đại bác chào mừng cất lên đó, tụi bay có nghe tiếng ngư dân của mình than khóc chết thảm thiết không tụi bay? Tụi bay có nhìn thấy quan hồn, có biết bao nhiêu đồng bào chiến sĩ của mình ngã xuống trong những trận kháng chiến chống Tàu hồi xưa không tụi bay? Tụi bay là những người lãnh đạo đứng đầu đất nước. Lẽ ra khi mà có cơ hội gặp lãnh đạo của tụi nó, tụi bay phải hả cái họng tụi bay ra đặng đòi lại công bằng cho dân tộc của mình. Đằng này tụi bay câm như là con hến vậy đó. Tụi bay chỉ dám nâng bi thổi ống đu đủ cho tụi nó thôi à. Nhận giặc là đồng chí. Tụi bay nịnh nọt nó đủ kiểu vì tiền. Vì tiền mà cam tâm bán rẻ đồng bào phản bội quê hương. Vì tiền mà nhìn tụi Tàu nó bành trướng đủ kiểu trên đất nước của mình. Nó xây dựng biết bao nhiêu khu phố Tàu hoành tráng. Nó đưa dân nó qua sống. Nó xài tiền Tàu, nó nói tiếng Tàu như là nhà con đó vậy đó. Vì tiền mà nhìn thấy tụi nó giết dân của mình ngay trước mặt mà đéo dám nói. Trong khi dân tụi tao á, rủi mà bức xúc quá, mà có rủi đụng tới tụi nó thôi á, là tao nói chết mẹ với tụi bay. Vì tiền mà đâm ra ngứa Hán, tự nhiên bắt học sinh của mình phải đi học tiếng Tàu, lấy lý do là học tiếng Hán để làm trong sạch tiếng Việt. Mẹ trong cái mụ nội tụi bay á. Nãy tụi bay chuẩn bị bàn giao nước mình cho nó rồi hay sao mà phải gấp rút dữ vậy hả tụi bay? Mà bắt dân phải đi học tiếng Tàu. Thằng nào con nào mà mang danh tiến sĩ mà phát biểu như cái quần què vậy hả tụi bay? Hả? Học tiếng Hán để làm trong sạch tiếng Việt. Mẹ tiến sĩ mà phát biểu vô liêm sĩ dữ vậy. Việt Nam mình có nhiều tiến sĩ giấy như tụi bay á. Hèn gì mà đất nước đéo sản xuất được cái bù lon ốc vít nữa. Ta nói thế giới người ta đã bay lên tốt cái cung trăng rồi. Mà tụi bay cứ nhất định bắt dân tộc của mình phải đi ngược lại thời kỳ đồ đá, tụi bay mới vừa lòng làm sao? Mà ta nói dân của mình phải chứ ai cũng biết nói tiếng Anh ro ro như gió rồi. Thì cũng nên học tiếng Tàu đi hen. Đặng chi? Đặng tụi nó qua nước mình mà nó có mất dạy á, mình cũng biết đường, đặng mình chửi lại vô mặt của tụi nó. Đằng này tiếng Anh đã đéo rành rồi mà còn bon chen rồi đuốc thêm tiếng Hán nữa. Nghĩ làm sao mà ra nước ngoài á, tiếng Anh đéo biết mà cứ đứng xí xa xí xô tiếng Tàu. Cư xử thì mọi rợ, rồi còn mày đặt đem chủ nghĩa Mác Lênin ra khè nữa. Tao nói chúng nó ghét, nó tưởng đâu Tàu khựa nghe. Có ngày nó đè xuống nó đánh cho tay à mỏ, rồi lúc đó nó làm sao xui. Bỏ đi nghe tụi bay. Bỏ cái âm mưu đồng hóa dân tộc này đi nghe tụi bay. Người ta có câu gần Mỹ thì giàu mà gần Tàu thì thúi. Con cháu tụi bay á, tụi bay muốn cho nó thơm, nó văn minh thì tụi bay đẩy qua Mỹ, qua Tây du học. Còn con cháu dân đen tụi tao, tụi bay bắt đi học tiếng Tàu đặng làm nô lệ chết mẹ luôn phải không? Hồi xưa người ta có cái câu Việt Nam cởi rồng bay trong gió, Trung Quốc cởi chó sủa gâu gâu. Từ ngày cái đám đảng mặt dày tụi bay lên lãnh đạo á, dân Việt Nam tụi tao đã phải cởi rồng lộn chết mẹ luôn rồi. Bây giờ còn bắt dân phải hán rộng nữa. Thì làm sao dân tụi tao lớp theo thế giới cho nổi đây? Hả cái đám lãnh đạo mặt dày? Bữa hôm thằng nào con nào nói cá chết là do thủy triều đỏ, là do tảo biển nở hoa đâu. Thằng nào con nào suối dân cứ ăn cá tắm biển thoải mái đi đâu. Đi đội quần hết đi nghe chưa tụi bay? Mẹ tao nói cái thứ gì tụi bay á, là phải đem ra cắt chất hết để cho chừa cái tội lừa đảo nhân dân. Mụ nội tụi bay, ta nói cá chết ròng rã hơn 3 tháng trời, chính quyền Việt Nam nghiên cứu khoa học, điều tra cái quần què gì mà đéo biết lý do tại sao. Trong khi đó, chính quyền Đài Loan người ta ở tuốt ở bển, mà người ta chỉ cần mới họp báo bữa hôm trước thôi. Qua ngày hôm sau thằng khốn nạn Formosa nó phải lòi cái mặt chuột nó ra, nó phải có văn bản nhận tội liền. Còn dân đen Việt Nam, đéo cần phải nghiên cứu khoa học con mày gì hết á. Ngay từ đầu khi mà cá vừa chết là người ta đã biết thằng khốn nạn Formosa là thủ phạm đứng đằng sau rồi. Vậy mà khi dân kéo xuống đường biểu tình chống Formosa thì tụi bay quánh dân lên bờ xuống ruộng, tụi bay du cho dân là ăn tiền của Việt Tân, là phản động này kia kia nọ. Mẹ sao tụi bay mất dạy quá vậy tụi bay?
Bởi vậy, nếu như mà cái nước Việt Nam nào mà thiệt sự do dân tụi tao được làm chủ á nghe, việc đầu tiên tụi tao làm đó là sẽ đuổi cổ hết toàn bộ cái bộ máy chánh quyền làm ăn vô trách nhiệm, tắc trách ngu dốt như tụi bay á. Mẹ tụi bay, thằng khốn nạn Formosa nó nhận tội xong rồi, tưởng đâu đuổi cổ nó ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hay đóng cửa nhà máy nó hay sao. Mẹ đằng này nó mới vừa bố thí cho một cọc tiền 500 triệu đô là tao nói cha con tụi bay quan lớn quan nhỏ dãy đuôi tát y như thể là chó tát xương vậy đó. Mẹ tụi bay, 500 triệu đô làm được cái con mẹ gì? Nó có thấm thía gì so với biết bao nhiêu nồi cơm của ngư dân bị đập bể? Nó có nhầm nhò gì so với mấy chục triệu tính mạng của người dân Việt Nam đang sống dở chết dở đâu hả tụi bay? Cả một đội quân ngư dân hùng hậu chuyên bám biển, bây giờ bị giải tán một cái rẹt với giá 500 triệu đô. Mẹ quá bèo mà. Rồi đây, còn ai sẽ bám biển, giữ đảo cho Việt Nam mình ở đây? Hả mấy thằng khốn nạn? Mẹ tụi bay thấy không? Chỉ có một cái kênh Nhiêu Lộc nhỏ xíu thôi hả? Mà kinh phí làm sạch đã lên tới cả tỷ đô la rồi. Vậy mà tụi bay đành đoạn, tụi bay ngửa tay, tụi bay bán rẻ biển của Việt Nam cho ngoại bang với giá 500 triệu đô. Rồi sao tụi bay ngu dữ vậy hả tụi bay? Đó tụi bay thấy không? Mới đây thôi nè, năm 2010 nè, cái tập đoàn dầu khí gì của Anh á, nó lỡ nó làm tràn dầu ra bên biển ở bên Mỹ á, mà nó phải đền cho người ta gần 19 tỷ đô la Mỹ. Rồi nó còn phải dọn dẹp biển chết mẹ luôn nữa. Còn đằng này, cái mức độ độc hại mà thằng khốn nạn Formosa nó gây ra cho Việt Nam mình còn gấp bao nhiêu lần nữa. Vậy mà khi nó mới thải cho tụi bay vài ba đồng bạc cắt lẻ là cha con tụi bay đã vui mừng rỡ, y như thể ông có nội tụi bay chết đi sống lại vậy đó. Còn nữa, quan trọng là trong 500 triệu đô tiền bồi thường đó, bao nhiêu tiền sẽ được dành để khắc phục hậu quả, bao nhiêu tiền sẽ được dành để hỗ trợ cho đời sống của ngư dân, hay là rốt cuộc nó lại chảy hết mẹ vô túi của cha con tụi bay. Mẹ tao nói cái sự cố Formosa nó phải được gọi là cái đại thảm họa của Việt Nam mình. Biển chết, cá chết, rồi đây hàng trăm năm, hàng ngàn năm sau chưa chắc gì hồi phục lại được. Vậy mà tụi bay, thân làm lãnh đạo, tụi bay đéo có biết nhục nhẽ đau đớn gì hết. Mà tụi bay còn ngồi đó, tụi bay hí ha hí hửng, tụi bay chia chác 500 triệu đô với nhau. Mẹ tụi bay đánh trống thổi kèn, tụi bay cho là tụi bay đã đạt được đại thắng lợi. Mụ nội tụi bay, ta nói bởi vậy đỉ cấp thấp nó bán trôn nuôi miệng, đỉ cấp cao nó bán miệng nuôi trôn, chính là cái phường lãnh đạo bất lương như tụi bay đó. Để dân tụi tao nói cho tụi bay biết, tổ quốc này là vô giá, sinh mạng của đồng bào Việt Nam là vô giá. Cho dù có bất kỳ một thế lực nào đó trả cho tụi bay hàng ngàn ngàn tỷ đô la Mỹ, hay thậm chí còn nhiều hơn như vậy nữa, thì tụi bay cũng không được quyền buôn bán, tụi bay nghe rõ chưa? Dân tụi tao sẽ không bao giờ chấp nhận cái lời xin lỗi theo kiểu xạo quần của thằng khốn nạn Formosa. Mẹ nó diễn tuồng xong rồi nó bắt đầu nó đi đêm, nó cấu kết cho tụi bay tiếp, đặng mà nó giết lần giết mòn cái đất nước này. Dân tụi tao cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho những thằng những con khốn nạn bán rẻ lương tâm cho quỷ, phản bội tổ quốc, bán đứng quê hương, ăn tươi nuốt sống trên chính xương máu của đồng bào mình. Mẹ tụi bay đó, tụi bay cầm 500 triệu đô đó, tụi bay chia chét ăn nhậu phè phỡn với nhau cho phì mấy cái thay mập của tụi bay, trong khi dân tụi tao đang phải đối diện với cái chết. Con cái tụi tao mỗi ngày phải đối diện với ung thư, sống bệnh, sống hoạn. Những thế hệ sau sanh ra phải đối diện với nguy cơ bị quái thai, bị dị tật. Mà tụi bay nuốt đành nuốt đoạn sao hả tụi bay? Nếu như tụi bay vẫn tiếp tục chọn giải pháp bao che cho thằng khốn nạn giết người Formosa, tụi bay không kiện nó ra tòa án quốc tế. Nếu như tụi bay vẫn tiếp tục chọn thép không chọn cá, tụi bay vẫn tiếp tục quay lưng lại với cái sự an nguy của dân tộc này, thì hãy để cho dân tụi tao được đưa ra sự lựa chọn. Dân tụi tao chọn giải tán cái chính phủ bù nhìn hèn với giặc ác cái dân này nè. Dân tụi tao chọn sa thải hết tụi bay đó. Nghe chưa mấy con chó bán nước mặt sợi.